Thưa quý vị và các bạn, mặc dù được thông quan trở lại, nhưng hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Kim Thành những ngày qua ít nhiều bị gián đoạn do phía hà khẩu Trung Quốc thiếu đội ngũ công nhân bốc xếp, lái xe trung chuyển. Đến nay, những khó khăn này đang được tháo gỡ. Nhiều doanh nghiệp đã xuất được hàng thuận lợi qua cửa khẩu. Tạm dừng từ trung tuần tháng 2, đến ngày 6 tháng 4, một số xe hàng còn tồn tại hai bên cửa khẩu từ tháng 2 đã được thông quan trở lại, nhưng lượng hàng không đáng kể do tình hình thiếu nhân lực phía cửa khẩu Trung Quốc. Bắt đầu từ ngày 16 tháng 4, việc xuất nhập khẩu đã được nối lại. Doanh nghiệp hai nước chủ động kết nối để hàng hóa được sang tải khi thông quan. Hai ngày trở lại đây, doanh nghiệp này đã xuất khẩu thuận lợi được trên 200 tấn bột sắn, cà phê. Từ hôm qua đến hôm nay, thì bên hà khẩu có tín hiệu tốt hơn, đã cho xe được xuất sang bên đó. Thì đó là tín hiệu vui cho các doanh nghiệp. Cách một ngày thì sẽ có xe được vào bãi, hàng hóa sẽ được xuất khẩu và thông quan được nhiều hơn. Từ ngày 16 tháng 4, trung bình mỗi ngày có khoảng gần 30 lượt phương tiện xuất khẩu thuận lợi qua cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là tinh bột sắn, ván bóc, cà phê, vận chuyển bằng xe thùng. Riêng đối với hàng trái cây thì hiện nay vẫn chưa được thông quan trở lại. Hiện phía Trung Quốc đã cam kết bố trí lực lượng công nhân bốc xếp ở các khu vực kiểm hóa, đảm bảo việc sang tải diễn ra nhanh chóng hơn trước. Các doanh nghiệp phải chủ động bố trí cái lực lượng lái xe từ đầu cao tốc về đón hàng từ đầu cao tốc. Thế còn từ khu vực đầu cao tốc mà trở về ra cửa khẩu thì chính quyền bố trí các đội ngũ lái xe trung chuyển. Thì theo tìm hiểu chúng tôi được biết thì hiện nay thì đội ngũ lái xe trung chuyển thì bước đầu đã đáp ứng được những cái nhu cầu trong mấy ngày vừa rồi. Đặc biệt là đội ngũ lái xe công nhân bốc xếp. Thì phía hà khẩu bố trí được khoảng 250 đến 300 lượt công nhân bốc xếp. Thì lực lượng công nhân bốc xếp này sẽ ăn nghỉ tập trung trong khu vực bãi kiểm hóa hà khẩu. Dù được thông quan, tuy nhiên hoạt động xuất nhập khẩu vẫn phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh từ phía bạn. Theo khuyến cáo của lực lượng chức năng, các doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ thông tin, chủ động kết nối đảm bảo hàng hóa được sang tải khi xuất khẩu sang Trung Quốc. Tránh tình trạng hàng được thông quan sang nhưng nằm mắc kẹt tại các bãi kiểm hóa bên phía hà khẩu, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp. Thank you.